Hi, hello các bạn. Đây là phần 2 của chữa phát âm. Đúng không nhỉ? Đã phần là 2. Thế. Trong phần 2 này thì bọn mình sẽ chữa nốt một số bạn mà đã gửi cho bọn mình trước khi mà mình đăng cái video lần trước. Tại vì sau khi mà mình đăng cái video lần trước ấy, có một số lượng rất là lớn các bạn gửi cho bọn mình. Nên chắc chắn là bọn mình sẽ không thể nào chữa hết được cho tất cả các bạn. Vì vậy nên những cái bạn nào mà gửi video cho bọn mình sau cái video lần trước thì những bạn đấy sẽ được quay sổ số vào các video tiếp theo. Còn đây là những bạn mà đã gửi cho mình trước đó, tức là những bạn viewer trung thành của bọn mình. Không phải trung thành, nghe có hơi có vẻ to tát, nhưng ý lại là những cái bạn rất là nhiệt tình để giúp bọn mình thực hiện cái ý tưởng này. Chính vì vậy nên các bạn được ưu tiên chữa trước. Nếu như chẳng may mình có sót bạn nào mà gửi cho bọn mình trước đó thì các bạn cứ inbox mình nhá, thì mình sẽ sửa lại. Đó, còn tất cả những cái bạn mà gửi cho bọn mình sau cái video trước thì ở tập sau chúng mình sẽ quay sổ số để chọn ra các bạn may mắn được chữa. Ok, buổi hôm nay bắt đầu. A bum approaches a well-dressed gentleman on the street. Hey buddy, can you spare $2? The well-dressed gentleman responds, you're not going to spend it in to spend in on liquor, are you? Đó, thì đoạn này mình thấy một từ ở gần cuối là từ liquor. Liquor nghĩa gì? Liquor nghĩa là đồ uống có cồn, tức là rượu đấy. Đấy, thì bà ấy nói là gì? Liquor. Đấy, liquor. Đấy, cái chữ quy đấy nói luôn là chữ cua. Sao? Anh giải nghĩa sai rồi. Liquor là nó là đồ rượu mạnh. Còn đồ uống có cồn là alcoholic beverage. Ừ, đúng rồi. Thông cảm, Phan Anh không uống rượu. Ừ, mình không uống rượu, không hút thuốc. Không chè chén, không cái gú. Đấy, thì liquor đấy thì mình nói là cái âm cờ đấy là coi như là chữ từ cờ luôn đấy, chứ không phải là từ cua đâu, thì nói gì liquor. Đấy. Thế thôi. Còn đó là lỗi duy nhất mình thấy, anh thấy gì không? Không. Ừ, tiếp tục. No sir, I don't drink. Retorts the bum. You're not going to throw it away in some crap game, are you? Asked the gentleman. Asked the gentleman. Đấy, vừa nãy là cái câu này là phía đầu này là nó là thì quá khứ, thì hiện tại, approaches, thì đoạn này hình như là cũng sẽ là asks. Đấy, bạn này hình như nói cái chữ ask đấy mà không có cái đuôi s ở đằng sau, cho nên là hình như bạn ấy bị thiếu. Mình nghe lại nhé. Ask the gentleman. Đó, ask the gentleman. Đấy, thiếu đuôi s. Đó. Thế thôi, bình thường bạn nói từ ask mà có cái đuôi s đằng sau, bạn phải nói đúng cái từ s đấy nữa. Nhiều người hay bỏ qua cái đuôi s đấy. Tại vì bạn này không phải, bạn ấy giống như kiểu đang đọc một cái gì đấy đúng không? Nên chắc chắn là cái tài liệu mà bạn ấy đọc chắc là đúng ngữ pháp. Như vậy là do bạn ấy nói sai. Tiếp nha. No way, I won't gamble, answers the bum. You wouldn't waste the money at a golf course for greens, fees, would you? Em không nghe được cái gì đó. Course, the green. Golf course. Okay, golf course. Nhưng mà sau đấy là cái gì thì mình không nghe thấy lắm. The green. Là the gì? Green gì đấy? The greens, fees, would you? Hình như đây là một từ ở trong golf ấy. Nope, mình không nghĩ ra đây là từ gì. Mình nghe thấy mỗi greens. Nghe lại từ về chỗ golf đi. Nào. You wouldn't waste the money at a golf course for greens, fees, would you? Ask them. Greens, fees, em nghĩ would đó là you? Một cái từ liên quan đến golf mà mình không biết. Nhưng mà có vấn đề ấy, tự dưng bạn lại nói là you won't waste money on the golf. Xong bạn dừng một lúc, xong bạn mới nói course. Thế là thành ra làm cho em không nghe được cái từ course lúc là đầu. Tại vì, tức là golf course, nó là một từ đúng không? Tức là nó kiểu nó là từ nối ấy. Thì bạn ấy dừng hơi bị lâu quá. Nó là hai từ. Thì là hai từ nhưng mà nhưng mà bạn bị ngắt ở đấy. Ở đấy ngắt. Hơi lâu đúng không? Thế là làm cho em kiểu bị mất cái mạch lạc của trong câu ấy. Tiếp theo. The man, never, says the bum, I don't play golf. The man asks the bum if he would like to come home with him for. Ask này vẫn thiếu chữ s, nhưng mà đoạn sau đấy cũng có một từ mà mình không nghe rõ. The man asked the bum if he would like to come home with him for a home-cooked meal. The bum accepted eagerly. For a home-cooked meal. Ok, mình đã nghe thấy. If he would like to come home to a home-cooked meal. For a home-cooked meal. Nhưng bạn này lại tiếp tục bị tiếp à? Home-cooked
nhiều. Từ bạn đấy lại anh ngắt. Tức là kiểu hai từ cái nghĩa của nó giống nhau ấy, thì bạn ý lại dừng quá là lâu. Thế nên nhiều khi tưởng nó cứ bị làm người ta hai hai từ nó là như kiểu nghĩa, nó rất là liên quan tức đến là nó nhau. Bổ trợ cho nhau ấy, thì nghĩa nó bổ trợ cho nhau thì bạn dừng hơi bị lâu quá. Ừ, không sao. Tiếp vào. While they're heading for the man's house, the bomb's curiosity gets the better of him. Okay. Lúc nãy thì cái bạn ấy nói nhấn từ nhấn câu khá là chuẩn, nhấn từ trong một câu khá là biểu cảm đấy. Nhưng mà đoạn này thì là chắc là bởi vì cái từ curiosity này nó làm cho bạn ấy ngắt luôn cả câu, cho nên là ngay sau đấy thì bạn ấy nhấn câu y như là có đọc Vietnamese accent. Nghe lại nhé. The bomb's curiosity gets the better of him. Gets the better of him. Gets the better of him. Đấy. Gets the better of him. Gets the better of him. Cái đoạn better đấy bạn ấy nói dấu sắc giống đặc sệt accent Vietnamese. Nhưng mà không sao. Curiosity. Nào nói các bạn nói như mình. Curiosity. Đấy. Curiosity. The bomb's curiosity gets the better of him. Curiosity. Bạn bị ngắt. Chắc là bởi vì bạn ấy nhìn từ dày này dài và chưa biết đọc như nào. Đó. Tiếp tục. Better of him. Isn't your wife going to be angry when she sees a guy lying at your table? Probably, says the man. But if yeah, probably says the man. Probably says the man. It will be worth it. I want her to see what happens to a guy who doesn't drink. Đoạn này anh thấy thế nào? Mình thấy là đoạn ấy bạn ấy nói khá là nhanh cho nên không nghe được rõ. Lại cả đoạn đấy nhé. Going to be angry when she sees a guy like me at your table? Probably, says the man, but it will be worth it. I want her to see what happens to a guy who doesn't drink, gamble, or play golf. Okay, bây giờ thì nghe rõ rồi. It's worth it, đấy. Mm-hmm. Hỏi là vợ bạn sẽ cảm thấy thế nào khi mà thấy một thằng không uống gì ở trên ngồi ăn cùng với mình. Phải nghe lần thứ hai mới rõ. Ủa, hết rồi à? Hết rồi. Đó, thì mình có nhận xét gì không? Nghe lại cái đoạn cuối đi. Cứ cho anh xem. To a guy who doesn't drink, gamble, or play golf. Nó nhận xét chung thì mình thấy bạn này nói rất là tốt. Thực ra thì bạn này nói tốt. Em nghĩ là bạn này nói chỉ có kiểu có một số các cái chỗ ấy mà bạn ý có một vài chỗ mà bạn ấy không biết từ ấy đọc như thế nào, hoặc là cái từ đấy nó quá dài, không biết phải nhấn câu như thế nào, nhấn từ như thế nào, thì là bạn ấy bị ngắt thôi. Bạn ấy vẫn bị cái chỗ mà là dừng ở trong câu ấy, chưa chuẩn lắm. Khi mà dừng ở trong câu ấy, có hôm trước video trước có một bạn hỏi làm sao để biết là cách dừng ở trong câu ấy, thì hồi trước mình học một trung tâm tiếng Anh dạy mình, trung tâm tiếng Anh ở đây họ dạy mình là bạn dừng ở trong câu là khi mà bạn nói xong từng ý, chẳng hạn trong một câu nó khoảng 2-3 ý nhỏ, chẳng hạn như là ngày hôm qua tôi đi mua cái này vì mẹ tôi cần cho việc gì chẳng hạn, thì trong đấy có 3 câu đúng không, một cái ý là ngày hôm qua, một cái là tôi đi mua cái này và mẹ tôi, thì cứ qua mỗi cái ý nhỏ đấy thì các bạn sẽ dừng. Tức là cái trong dừng một câu là khi nào bạn qua được một cái ý và nó nhấn ở đâu trong câu, nó nhấn ở cái từ quan trọng nhất để nổi bật cái ý đó. Ví dụ như kiểu là trạm từ chỉ thời gian địa điểm thì nhấn vào cái từ để chỉ đó. Xong rồi đến chủ ngữ là gì, nhấn vào cái chủ ngữ đó để biết là cái gì, động từ là gì, nhấn động từ, hay là tính từ, tức là những cái từ nó bật được cái ý nghĩa, không phải ý nghĩa mà ra được cái ý của câu ấy, thì đấy là các cái từ mà sẽ nhấn vào trong câu. Đúng, nhưng mà cái này chỉ khác ở một chỗ là bạn này đang đọc. Và khi mà đang đọc thì là có thể mình không biết là cái ý của câu đang như thế nào rồi, mà mình chỉ đang đọc theo một đoạn trôi chảy như này, nhưng mà thấy một từ thế là bị ngắt. Đúng ngắt rồi, rồi, đúng rồi. Tức là kiểu bạn đang đọc thì bạn ấy sẽ không đoán trước được là cái ý tiếp theo của nó là gì để bạn có thể dừng được. Cho nên là lỗi của không phải là của bạn này lắm, mà chỉ là cái mạch văn nó dừng không đúng chỗ thôi. Nhưng mà không sao. Anh có tip gì là làm sao mà kiểu để đọc mà diễn cảm không? Tức là làm sao đọc để mình biết trước được là cái ý ở trước nó như thế nào, hay là chỉ đơn giản là đọc nhiều thì mình sẽ có kinh nghiệm để đoán? Nếu mà gặp một từ mình không biết đọc như thế nào thì mình sẽ dừng hẳn luôn, chứ mình không đọc nửa từ xong rồi mình lại nghĩ xem. Nói cả câu cơ mà. Nói cả câu á?
Ừ, tức là chẳng như là mình đọc cả câu mà mình không biết là nên dừng ở đâu ấy, nên ngắt ở đâu ấy, mà mình lại không biết nội dung phía trước là gì ấy. Thì có tip nào không? Hay là chỉ là do mình đọc nhiều thì mình đoán được là cái câu sắp tới hay là cái phần tiếp của cái câu đấy thì nó sẽ có ý nghĩa như nào, kiểu như vậy. Mình đã có hai cái, thứ nhất là nhìn vào dấu các dấu phẩy, dấu cho hỏi chấm gì ấy trong câu, thứ hai là mình sẽ đọc chậm lại để xem nếu mà có cái câu dài quá mà nó không có dấu chấm thì mình nên ngắt ở đâu. Mình đọc một câu dài quá xong rồi mình thấy nó không ngắt thì mình sẽ dừng lại một lúc, rồi mình nhìn trong chớp mắt thôi, xong rồi mình sẽ dừng lại được đoạn đấy, xong rồi mình đi tiếp để nhận xem nhấn câu ở đâu. Với cả thường là các cái câu nó sẽ hay dừng ở các ý ở các cái phần mà trạng từ ấy, chẳng hạn như là các cái trạng từ mệnh đề à? Mệnh đề quan hệ à? Gian rát này, cái đấy nó gọi là gì? Ví dụ kiểu gian rát which, which rồi. Không nhiều lắm nhưng mà nó là nối giữa hai vế của câu. Ừ đấy, các cái từ nối đấy, mình không biết tiếng Việt nó gọi là gì. Anyway. Anyway, đó là bạn thứ nhất. Bây giờ Ok, chúng chúng mình tiếp mình tục tiếp bạn thứ bạn hai. hai. Sometimes when I get in a van, I put my seat belt on, and before I start driving, I will say the chant and the kiss. Bạn này có vẻ là học bằng chuyên gia giọng British, British English. Sao lỗi gì thấy em thấy một cái rồi. Có một đoạn ở phía cuối mình không nghe rõ lắm bạn ấy nói gì. Cho Em nên không mình muốn nghe được nghe từ lại. nào? Muốn nghe lại để xem. And before I start driving, I will say the chant and the kiss. Before I start driving. Sau đấy là cái gì mình hoàn toàn không nghe thấy nổi luôn. Với cả cái từ driving của bạn, bạn đọc nghe hơi giống thriving nhỉ? Ừ, hình như thế. And before I start Đúng. driving, I will say the chant and the kiss. Before I start driving. And cái gì đấy, kiss. Nhưng mà sao lại kiss? Nghe nó không make sense đúng Oh, I put cái gì đấy on the kids. Từ 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 từ, có thể là kids, kids ở đây Seat là belt, bạn nói cái gì I đi mà put. seat... Từ Lại từ. lại 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 lại. Seat belt on, and before I start driving, I will say the chant and the kiss. Khó quá. Rồi tiếp nha, tiếp nha. Here we go. Basically saying, I'm about to start driving. So when you say, here we go in English, you basically just communicating to... Đúng là giọng tiếng British English rồi. Nhưng mà Có đúng là bạn ấy có lỗi rất là nặng cái chỗ driving, bạn ấy không ra là chữ driving. không không ra chữ DR mà là nói Là nó TH. thành chữ th THR. THR. Ừ. Với cả một số cái nhấn hơi buồn cười Nhưng mà cái đấy driving nó dấu chỉ hỏi. là à đấy cái chữ British với cả American ấy thì thường là British trong một từ ấy nó nhấn ấy thì nó sẽ chẳng hạn như là driving tức là lên xuống móc driving, còn như kiểu Mỹ thì nó sẽ driving xuống thôi. Nó xuống huyền thôi, không sao. Xuống nhà thôi, còn kiểu Anh thì hay Xuống là hỏi. driving Ừ, nó tiếp tục à. people kiểu Ê. thế. All the people who are in the vehicle, you are about to start driving. Ok, 3 lần driving rồi. Chắc là bởi vì bạn ấy đang nối start và driving, cho nên bạn ấy âm start là cuối là chữ T mà, cho nên là nói luyến luôn cả vào cái driving đấy, thế là biến thành driving. Tiếp đi, tiếp đi. So, if I say, here we go, and if you are in a vehicle with me, I hope that you would have your seat belt on. Half, per, hay là half. I hope you would have a seat belt on. Nhưng mà sao em nghe chữ T ở giữa vậy? I hoped, hope, hope, hope. So, if I say, here we go, and if you are in a vehicle with me, I hope that you would have your seat belt on. I hoped that you would have a seat belt on. Have a seat belt Có một on. cái từ trước đấy là từ gì, with. Đấy, bạn ấy nói là gì? Có thể là tại cái mic của bạn này thôi, nhưng mà mình nghe bạn ấy nói là with thay vì cái âm TH đấy, with thì bạn ấy nói là đấy, Cái with. âm TH nhiều bạn không biết phát âm ấy, anh lại nói đi. Nói TH lại. thôi. Đây là âm TH câm, khác với cả từ than hoặc là từ then. Đấy, đây là âm TH câm thì mình cái cổ họng khi mình nói âm TH câm đấy nó sẽ không rung. Thì nó nói là gì? With. With. Với cả cái răng ấy, cái lưỡi Cái nó răng. ở cái lưỡi nó đây, nói răng răng nó khép vào nhau thì nó sao nó, tức là cái lưỡi của nó sẽ chạm ở Then. giữa gần như kiểu là hồi xưa bố mình nói là kiểu là răng nó cắn Then. vào lưỡi ấy.
Hey. Mình nói từ này là lưỡi nó đã chạm cái răng cửa trên. Chạm vào ở Without, giữa chứ, chạm ở giữa hai răng ấy. with, Đấy, tức là with. rưỡi nó sẽ giữa hai cái răng này. Để... South. Thanks, hey. Đấy, thanks. Rưỡi nó sẽ ở chạm giữa hai răng các bạn, kiểu thế. Rồi đấy, rồi vào lưỡi nhiều quá. Mình rửa tay. Anyway, tiếp tục. And you will get ready for the vehicle to start moving. So, here we go. And when I get to the place where I'm going, then I usually say, here we are. Đoạn đấy là rất là tốt, không có gì nói cả. So if you are leaving in the vehicle, I say, here we go, when we start driving, and when we drive into the place where we are going, or when we arrive at the place where we are going. Vẫn bị cái một cái vẫn bị cái thriving, nhưng mà ngoài cái đấy ra thì không có gì phải nói lắm. Cái thriving và cái nhận dừng dừng câu có theo kiểu dấu hỏi đấy. À, theo kiểu dấu hỏi đấy, thriving. Driving. Cái đấy là kiểu rất là cái đấy Anh. Là kiểu British English rất là đậm. Ừ. Nhưng mà ngoài cái đấy ra thì không có gì để nói. I would say to Chan and the kids, here we are, basically letting them know that we have arrived at the place that we were going to. Cái từ arrive này bị thiếu một âm nào đấy, hình như là thiếu âm V. Arrived. Lại đi, em thấy là nó arrived. Bị thiếu. Arrived. Nó kiểu bị dính vào một cái từ ở đấy. Lại nào. Here we are. Basically letting them know that we have arrived at the place. Đấy, bày nói là arrived. Thiếu chữ V. Arrived. Đấy, bày nói chữ nói hình như mày cố nói chữ chữ V nhưng mà cái mồm nó bị đóng luôn, thế là cái âm đấy nó thành chữ P. Arrived. Đấy. Vậy nói rõ cái dung của từ V ra. Đấy, nghe được. Ngoài đấy ra thì không sao. That we were going to. Usually at this point, the kids put down their phones and their little gaming devices. Aha! Put down the what do you... Okay, the kids, đấy, thiếu âm D, put down their phones, thiếu chữ H, bây nó là phones, and their gaming devices. Đấy. Oh man, em không thể nghe được cái chỗ nào trong câu đấy luôn ấy. Sao? Em nghe khó chỗ nào? Xin lỗi, mình nghe giọng anh rất là dở, không phải lỗi tại bạn đâu. Chắc là do mình thôi, nhưng mình còn không nghe được, em không nghe được kiss. Tại vì nghe nó không hiểu kiss ấy. Tại vì bạn thiếu chữ D. Xong rồi form thì lại không form, form, bạn nói như form ấy. Đấy, thế xin lỗi nhá, tại vì mình không nghe được anh giỏi, chứ không hẳn là do bạn đâu. Không sao, nghe lại bài này này. Kids put down their phones and their little gaming devices. À, từ gaming này, bạn nói là gaming, sai nhá, game. Gaming. Tiếp tục rồi. And two eyes, we've been driving for a little while and we've finally arrived at our destination. Rồi, arrived, vẫn thiếu âm V. Đấy. À, và còn một từ trước đấy mình không nghe thấy cái gì. Nhưng mà đoạn này vẫn còn rất là nhiều cho nên mình sẽ tiếp tục. So when I start driving, I say, here we go. And when we get to where we're going, I say, here we are. Anyways, about the Canadian here, again, if you want to learn more about the words here and there. Rồi, if you want to learn more. Đấy, thiếu âm R. Video trước mình đã nói về cái tầm quan trọng của cái âm R giữa câu này rồi. Anh người ta ít phát âm âm R giữa, đấy là những cái gì mà viewer video trước họ comment ấy. Họ bảo rằng là anh ít khi phát âm R giữa. Ừ, đúng. If you want to learn more. If you want to learn more about this, rồi nghe lại nhé. Mình không phải chuyên gia anh nên thành ra. Anyways, about the Canadian here. Again, if you want to learn more about the words here and there. Nhưng mà bạn thì there. Cái từ learn đấy, nhưng mà bạn nói vẫn bị sai. Learn. Bạn bị sai một chỗ nào đấy mà mình không thể pick up ra được. Xem nào. Anyways, about the Canadian here. Again. Anyways, about the Canadian here. Again, if you want to learn more about the words here and there and all the phrases that we use with them. Lưu lưỡi. To learn. Learn, bạn nói như kiểu từ lên ấy, xong rồi có một chữ có cái gì đấy trong đấy. To learn more. Em thì cảm giác là cái từ learn là nghĩa là cái âm ơ giống e ngược ấy. Thì bạn hơi đọc như kiểu yên ấy, liền ấy. Ừ, đúng rồi, chính xác. Nên thành ra là nó hơi bị nó nghe nó hơi bị
kiểu nhầm một chút ấy, làm cho người ta khó nghe ấy. Nhưng mà em nghĩ là cái đấy chỉ là do bạn ấy bị dính lưỡi thôi, chứ không phải là bạn ấy không biết phát âm và phát âm sai, không phải. Đúng, đoạn này bạn ấy hơi bị líu lưỡi một tí. Riêng cái từ phrases sau đấy nữa, bạn ấy cũng biến nó thành phrases hay là cái gì đấy, không nhớ lắm. Nhưng mà nghe lại nhé. And all the phrases that we use with them, not all the phrases, but some of them, search for Bob the Canadian. But some of them. Not all of them, but some of them. Some of them. Right. Okay. Here and there on YouTube, and you'll find a much bigger video. Find thiếu chữ N. Cái gì trước đấy? Cái gì find? You will find. Of the Canadian here and there on YouTube, and you'll find a much bigger video. You will find a much bigger. Mm-hmm. Hay là much better thì không nhớ lắm. Đấy, mình nghe anh nhanh kém cực luôn ấy. Đấy, không sao. Anyway, nói chung bạn ấy rất tốt. Nói rất tốt. Chỉ có một cái là... Mỗi cái âm dry. Dry thành try đấy. Có mỗi cái âm đấy là cái âm sai đáng kể thôi. Sai là... tất cả cái video này, tất cả cái start driving đấy đều biến thành thriving hết. Em nghĩ là bạn ấy thì... hơi bị thừa lưỡi. Nói chung là... bạn ý nói rất là tốt, chỉ có một số các cái âm thì như bọn mình nói đấy, cái âm đấy. Nhưng mà em nghĩ là tại vì cái vấn đề là bạn hơi bị tham nói kiểu có giai điệu quá, tức là nói như kiểu lên xuống ấy, các thứ để bắt chiếc giọng Anh quá ấy. Thế nên đôi khi là khi mà một từ bạn phát âm chưa đủ rõ mà bạn ý đã cố kiểu lên xuống uốn cong các thứ, nên nó nghe nó sẽ bị dính vào nhau, nó gây ra cái tình trạng thừa lưỡi ấy. Nếu kiểu nó dính vào nhau ấy, tức là khi mà lưỡi nó chưa đủ dẻo, nó bật hết ra hơi chẳng hạn, thì do bạn dính nhiều từ vào nhau nhanh quá, gần quá, thì nó sẽ bị mất âm. Có thể. Giống như kiểu cái arrive của bạn ấy, bạn ấy không kịp ra V mà phát mà bạn đã uốn sang cái khác rồi. Có thể, với cả đoạn cuối bạn ấy hơi bị hụt hơi một tí. Cho nên là mấy cái âm cuối là gần bị biến đâu mất đấy, từ phrases ấy, với cả cái từ with đấy, sự biến thành âm S, nó bị bay đi chỗ khác. Anyway, đấy là bạn thứ 2. Bạn này cũng nói rất... Rồi, bây giờ là bạn thứ 3. I see a test result that lists coronavirus. Should I be worried? Not necessarily. The overwhelming majority of coronavirus diagnoses will be the equivalent. Diagnosis. Vẫn là bạn này. Bởi vì bạn ấy gửi hai cái đoạn audio clip cho mình. Nghe lại đoạn trước đấy nhá, bởi vì mình muốn nghe lại bạn ấy nói diagnosis. Majority of coronavirus diagnosis will be the equivalent of being told you have a common cold. Okay, vậy nó là diagnosis. Majority of coronavirus diagnosis. Sorry, nó là diagnosis. Em vẫn chưa chẩn đoán nhau. Vậy nó là diagnosis. Okay. Thiếu bị sai cái âm đầu tiên. Đấy. Hãy lại này. Majority of coronavirus diagnosis will be the equivalent of being told you have a common cold or flu. Keep in mind that the term coronavirus covers the whole family of viruses. Okay. Keep in mind. Đấy, thiếu âm n ở giữa. Vậy nói bị thiếu. Vài đoạn sau đấy thì ok, không sao. Tiếp này. A positive coronavirus test result is not a cause for alarm. Okay. Test result. Cái câu đầu tiên là gì? Upon the test result, đúng không? Hình như vậy thiếu một. Hình như vậy nói sai từ upon này. A positive coronavirus test result. Không phải upon, tại vì nó có âm s. Upon this. Coronavirus test result. Từ, nghe lại nào. A positive coronavirus test okay. Result. Yeah. Okay. A positive. Bài nói cái từ positive này thì là bị dính, bị mất cái âm y đấy. Positive. Vì thế mình không nghe rõ. Bạn ấy nói nghe positive. Positive. Bạn nói như là positive. Đấy. Positive. A positive coronavirus test result is not a cause for alarm. Okay. Cái từ result
Anh thấy thế nào? Đó, em cũng thấy là nó hơi hơi thiếu chữ l cong vào ở đoạn cuối, nhưng mà không biết là anh liệu có họ có nói thế không. Cái đấy nhỏ hơn cái tiếp theo là cái cause. Cause for alarm. It's not cause for alarm. Đấy, cause hình như vậy nó có âm r ở trong đấy. Và cái âm r này là hay bạn các bạn Anh và các bạn Úc hay có hay âm r ở đấy. Nhưng mà mình muốn nghe lại. Bình thường cái từ cause nó không có âm r ở đấy đâu. Nhưng mà các bạn Úc với Anh hay nói hay kiểu cause hay cho các âm r vào những từ như thế. Đấy, nghe lại. A positive coronavirus test result is not a cause for alarm. Cause for alarm. Nếu mà nghe không nhầm thì là hình như bạn này đang bị líu lưỡi. Cause for alarm, bởi vì câu sau nó cũng có chữ l. Nào. Virus test result is not a cause for alarm. This can be very confusing, so please work with your physician or care team if you see this word used. Ok. Em chịu, em không nghe. Mình nghe anh rất kém, mình không thể nào nghe được luôn ấy. Không sao. Cause for alarm. Đấy, xong rồi cái đoạn có một từ sau là từ là cụm từ care team. Đấy, care team. Work with your physician or care team if care team. Care team. Care đội ngũ chăm sóc care. Bạn care team. Mình không thể nào nghe được luôn ấy. Không sao, anh không quen nghe, anh cũng không xem phim của anh cho nên là. Ừ, mình không hiểu nghe được anh luôn ấy. Ừ, tiếp tục. Không sao. À, và có một cái từ trước đấy nữa là từ with, bà này vẫn bị biến nó thành âm sc. Đấy. We see this word used. How does the coronavirus spread? Among people, the virus typically spreads through coughing. Okay, typically. Không, mình không bao giờ nói chậm nó thành typically nhá. Mà mình nói luôn thành typically. Typically. Đấy. Typically. Không nói là typically. Không phải 4 mà là 3. 3 âm trong đấy. Đấy. Typically. The virus spread through, đúng không? Nghe lại nào, hình như bạn nói sai từ through. Among people, the virus typically spreads through. Đấy, through. Through. Bà đấy vẫn bị cái âm TH đấy và biến thành âm S. Đúng không? Nhưng mà through, nhớ, through. Nhưng mà nhỡ người anh họ nói là typically thì sao? Typically. Typical. No, không, mình không nghĩ thế lắm. Typical thôi. Đấy là tính từ. Còn typically thì người ta hay nói nối luôn cả đấy thành ba âm thôi. Mình có thể tra từ điển sau cái video này để xong rồi sẽ cho một cái từ ở đâu đó quanh đây để cho bạn thấy âm cách phát âm. Anyway, từ through đấy biến thành âm S. But typically spreads through coughing and sneezing, personal contact with an infected person. Okay, personal contact with an infected person. Cái contact này thì là vậy nó luôn thành contact sai nhá, contact. Ae, âm ae. With vẫn bị âm s, an infected person. Cái infected person mình không nghe rõ lắm, để xem lại. With an infected person. Infected, thiếu chữ C. Infected person. With an infected person or touching an infected surface and then the mouth, nose or eyes. Mouth biến thành âm S. How can people help prevent the spread of disease? The Centers for Disease Control and Prevention CDC Center chứ không phải là Center. Ờ đúng rồi, Center là tính từ. Mặc dù cách spelling khác nhau của bên Anh nó là T-R-E, ở bên Mỹ là T-R. Đấy, nhưng mà cách đọc nó vẫn như nhau là Center. Đấy, nghe lại nhé. The Centers for Disease Control and Prevention, CDC, recommends following good hygiene practices. Okay, recommends. And không phải recommends nhé. Okay, tiếp đi. Và cái từ cuối là hygiene. Bạn nói là hygiene practices. Thì như thế, nghe lại nhé. CDC recommends following good hygiene practices. Hygiene practices. Vậy nó là hygiene. Cái là gì? Hygiene, âm y dài. Hygiene practices. Hygiene là cái nhấn ở âm thứ hai đúng không? Hygiene.
hygiene. Hi, nhấn vào hi. Nhấn hi, hygiene. Hygiene practices. Yes. Following good hygiene practices, including frequent and hand washing, staying hydrated. 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 Cái DR đấy bị biến thành âm THR như lúc nãy. Staying hydrated. Coughing into one's arm or tissue. Wait, what? Tissues. Tissue nhá, không phải là tissue nhá. Lại nào. Coughing into one's arm or tissue. And staying home if you feel ill. In addition, even when you're not ill, we advise you to stay at home. We would advise you to stay at home. Okay, makes sense. Nhưng mà nó bị líu lưỡi một cách gì đấy. Nghe lại. You're not ill. We advise you to stay at home. Okay, we advise you. Cái chữ V đấy bạn ấy nói gần như biến thành âm F. Đấy. We advise you to stay at home. Hình như hay là we will, hay là bạn định nói là we will. Một là we will, hai là we would. Nó biến thành âm we'd. We'd. Ừ, we'd advise hình như là you. Bạn ấy nói thế mà. Will. Ừ, nhưng mà cái âm phải đang nói cái âm V và F. Đấy. Ừ, nhưng mà hình như là bạn định nói thế, hiểu không? Tại thế nên bạn mới bị líu. Will. Nghe lại. Nghe lại đi xem. When you're not ill, we advise you to stay at home unless you absolutely need to go out and practice social distancing, staying at least 6 feet away from others. At least 6 feet. Hình như bạn ấy thiếu âm T giữa từ at cái từ least. Ừ đúng rồi, bạn ấy thiếu chỗ đấy ấy. Thiếu một số cái âm nối. Distancing, staying at least 6 feet away from others. Đoạn này hơi bị líu lưỡi, chắc là vậy hơi bị líu lưỡi. At least 6 feet. Chắc bởi vì có mấy cái âm T ở đây, cho nên làm bị líu lưỡi. At least 6 feet. Đấy. Away from others. Đó. Cái chung bạn này nhìn chung là nói tốt. Em nghĩ là cái lên xuống của bạn ấy các thứ cũng tốt. Chỉ có một cái số cái thói quen bạn ấy nên nên bỏ, hoặc là bạn ấy đang bị răng bị sao đấy, đang đẹp răng là bây giờ ấy làm cho cái DR đúng không? Không phải đâu. Cái âm DR biến thành THR hay là một cái gì đấy, cái đấy thì cái đấy cần phải cố gắng để sửa. V biến thành F. Đấy. TH biến thành S. Đó, đó là bạn thứ 3. Tiếp tục, bây giờ là bạn thứ 4. As you can see, all of the apartments in this building were painted recently and the kitchen were painted recently, đúng không? Bạn nghe nói như là painting ấy. Nghe lại nào. This building were painted recently. Were painted. Painting, có painted, có painted, nhưng mà cái âm D đấy bạn nói hơi bị nhẹ quá, mình không nghe thấy. Mình có thở ra luôn ấy, nên cho nên mình lại, không lại, nghe lại. Thấy. Lại nhá, anh nghe nhá. This building were painted recently and the kitchens have been updated. Cái đúng là cái kia nó không ra painted mà nó giống như kiểu painting ấy. Ừ. Mình có nghe thấy một cái rất là nhỏ cái âm D ở đấy. Nhưng mà nói chung là cần nghe rõ hơn. Với cái đoạn sau đấy là kitchen gì đấy không nhớ. Have been updated. Updated, đúng không? Updated. Updated. Bạn có một cái nghe loáng thoáng một cái âm S. Có loáng thoáng với âm S ở cái từ updated đấy. Nghe lại nhé. Lại thừa S như mình à? Ừ, có vẻ. Have been updated. Đấy, rồi ok, có âm S ở trong đấy. Bỏ nhá. Tiếp nào. This is the one bedroom model which really has quite a lot of space. Has a... Which has quite a lot of gì đấy. Quite a lot of... Hình như anh cứ dừng giữa chừng ấy. Ừ, có thể, rồi nghe lại nhé. The one bedroom model which really has quite a lot of pace. Nope. It's quite a lot of pace. Quite a lot of... No, không make sense lắm. Which really has quite a lot of pace. Với cả cái chữ quite, ok, bỏ qua cái từ không nghe được. Nhưng mà cái chữ quite bạn đọc như kiểu why. Bạn ấy nói bị hơi bị thiếu âm. Thiếu âm cuối. Thiếu âm cuối. Nó không có chữ âm T ở trong quite. Nên thành ra là nghe em nghe như kiểu white, white. Như kiểu white, white, white. Khi mà mình nói cái cả cụm từ quite a lot ấy, thì cái âm nối là cái gì? Nó sẽ biến thành D. Quite để không thì nó là âm T. Nhưng mà khi mà nối thì nó là gì? Quite a lot. Quite a lot.
quite a lot. Đấy. Yeah, nhưng mà vấn đề là bạn anh nghe lại đi, nó thành why, em nghe như kiểu wider. Với bị thiếu âm cuối, thiếu âm nối. Model, which really has quite a lot of pace. Why a lot, why a lot, why a lot, why a lot. Từ cuối mình không nghe rõ lắm nhưng mà mình sẽ bỏ qua. A lot of pace. Yes, it does. Is the parking available from a car? Đây là câu hỏi đúng không? Is there parking available for my car? Mình nghe không giống câu hỏi lắm. Nghe lại này, càng cả câu này nhé. A lot of pace. Yes, it does. Is there parking available for my car? Is there parking available for my car? Đấy. Cái mà bạn này nói không ổn là cái nhấn câu. Is there parking available for my car? Cũng bạn ấy có lên đấy. Anh nghe lại xem bạn có lên đấy nhưng mà nó không rõ thôi. Lại nhá. Phần này không nghe rõ rõ lắm. Yes, it does. Is the parking available for my car? Thấy chưa? My car. My car. Bạn ấy có lên nhưng mà tại vì cái giọng trước của bạn ý là bạn ấy kiểu nó hơi buồn cả, giống như kiểu là đang ngủ gật. Sao rồi? Không sao. Có kiểu như vậy thì thành ra là thế nên không, nhưng bạn có lên, bạn có lên. Có lên, có lên, công nhận. Sai. Yes, there's free parking for all residents. And kiểu tỉnh tóc. Yes, there's free parking for all. All gì đấy? Resident. Residents. Nếu mà là resident thì bị thiếu một tí. Free parking for all residents. For regions, for all. Đúng ra là gì? All region. Đấy, được chưa? For for all regions. Đấy, thiếu hẳn một cái âm trong từ resident. Resident có ba âm. Bạn ấy nói là gì? All region. For all resident, bốn âm. For every lại nghe lại. Đây, free parking for all residents. All resident. All resident. Bạn ấy nói chỉ ba âm thôi, thiếu một âm ở trong đấy. Nhưng mà nó là all resident đúng không? Ừ, all residents. Không quan trọng lắm, nhưng mà nói chung phải nghe rõ được cả bốn âm đấy thì mình mới nghe được. Còn trong này mình thiếu hẳn luôn cho nên mình nghe rất hơi khó. Nghe lại xem bạn thiếu âm nào. Gì? Free parking for all residents. Regions. Vậy nó là regions for all regions, đúng không? Kiểu đấy. Như thế. Free parking for all residents and also a fitness center. Fitness center. Đấy, fitness center vậy bị thiếu âm gì đấy trong đấy, mình không nghe nổi. And also a fitness center. It's almost like living in a hotel here, but the rent is very reasonable, considering all of the... The rent is very reasonable. Thiếu âm S trong từ is. Sao, anh nói gì? Em hiểu tại sao cái chỗ fitness center anh không hiểu rồi. Tại vì vấn đề là cái fitness center, tức là bạn lại bị lên ở cái chỗ center. Mà bình thường ấy là cái, như lần trước bọn mình có phân tích là cái liệt kê ấy, thì cái fitness center ở đấy là cái cuối đúng không? Thì thường nó sẽ đi xuống, nhưng ở đấy bạn đi lên nên thành ra nó cứ kiểu nó làm Phan Anh bị confused ấy. Anh nghe lại mà xem, tức là cái đoạn nghe đấy... giống câu hỏi, nghe nào, lại. Ừ, tức là almost like tức là cái cách bạn ý lên xuống như thế làm cho người ta kiểu nó khó đoán được nghĩa ấy. Ừ, nghe lại nào, nghe lại nào. Fitness center. Anh phải nghe cả câu thì anh mới thấy là nó không make sense. Không sao. Đây, mình sẽ bỏ qua đoạn này. Tiếp tục. It's almost like living in a hotel here, but the rent is very reasonable. Đấy. Rent is very reasonable. Thiếu âm S ở trong từ is. Nói tiếp nha. Considering all of the amenities. What? Rent is very reasonable. Considering all of the amenities. Considering and loading amenities. Considering. And loading. Sai. Không phải. Considering there is a lot of amenities. Đúng không? The rent is very reasonable, considering all of the amenities. Considering a lot of the amenities. Okay. Đang nghĩa ở câu này là như thế nào? Rent rất là ổn. Mặc dù có rất nhiều amenity, đúng không? Considering a lot of amenities. Nhưng mà cái structure ở câu này có vấn đề. Nếu mà structure đúng thì là considering there is a lot of amenities. Nhưng mà không quan trọng. Mình nhận xét phát âm chứ không phải là grammar. Tiếp tục.
Well, it's definitely a possibility. I wanna think about this though. If you have time, I was hoping you could show me some other apartments. Có một cái làm bạn ý. Em thấy bạn ấy là một số các cái âm ý, cái hơi của bạn không hết. Ví dụ ừ, đúng. Như kiểu hope nhá, thì cái hope tức là cái âm hope tức là nó cái âm nó gập lại nó bạn ấy phải tê, nói nhưng mà hope chỉ... nhưng mà cảm giác như kiểu bạn không thu được hết cái hơi về của cái hope, kiểu hope bạn không thu được hết hơi về, cứ hở cái kiểu nó cứ bị thiếu một nửa của cái âm hợp hope ấy. Bạn hơi sau đó hơi thì quá. Sau đó thì đến cái âm gì nhở, cái có một cái âm khác tiếp nghe lại nhá. I wanna think about this though. If you have time, I was hoping you could show me some other apartments. Apartment. Apartment. Nhưng mà em cảm giác là bạn không bật được hết cái hơi ra mà cứ bật giữa chừng của một tí. Apartment là như nào? Apartment số nhiều gì? Apartments. Đấy. Bạn nói là gì? Apartments. Đấy. Và bạn ấy cũng thở ra cái âm S gì đấy, cho nên là mình nghe như là bạn ấy đang bị hụt hơi. Apartments. Đấy. Tức là mình cảm giác là cái hơi nó thiếu, tức là khi mà phát âm đấy mấy cái âm mà phải bật ấy thì là bạn ấy chưa bật được hết cái hơi ra mà nó hơi bị thiếu cái độ bật ấy, hay là nó không được tròn cái hơi lại, khó lắm giải thích lắm. Ừ, nghe lại nhá. À nghe tiếp nhá. This afternoon before I make a final decisions. Final decision. Không có mess đằng sau. A final decision. Một decision. Không có mess đằng sau. Nghe lại này. Make a final decision. Đấy. Y như bạn Ánh. Có mess. Đấy. Thế thôi. Nhận xét bạn này hơi khó. Bởi vì phần lớn bạn ấy nói rất là đúng. Nhưng mà vì cái hụt hơi. Ừ đúng rồi. Đúng là kiểu bị thiếu hơi. Sao anh muốn nghe lại bạn nào? Anh thử nghe lại một đoạn chung chung đi để rồi. Mình nhớ được cả cái đoạn ấy. Here, but the rent is very reasonable, considering all of the amenities. Considering a lot of well, the it's definitely a possibility. I wanna think about this though. If you have time, I was hoping you could show me. Mình cảm giác như kiểu bạn này giống như kiểu đang rất là mệt ấy, kiểu hết hơi ấy, sau đó thì cũng mà nói ra ấy, tức là cảm giác nghe như kiểu ôi mệt quá xong rồi nói mãi nó không ra hơi ấy, kiểu thế. Tức là nói chung là nó bị thiếu cái lực ở bên trong hoặc là cái mình thì nghĩ khác. Bạn ấy đang muốn tạo đây là tạo dành thành một cái conversation, tạo ra hai phía của một conversation và một bên rất là casual. Nhưng mà cái khoảng casual đấy thì bạn ấy bị mắc phía cuối thôi, vẫn là cái hụt hơi đấy, nhưng mà lý do thì mình cũng không biết nói nào bây giờ. Không biết lý do tại sao bị hụt hơi đúng không? Ừ. Nhưng mà đại loại là thiếu hơi đúng không? Ừ. Đấy. Không sao. Lời khuyên là gì? Lời khuyên là nói rõ. Không, bình thế cũng được. Và nói chậm lại và nói rõ tất cả những cái âm cuối ra. Đấy, nói rõ tất cả những âm cuối, âm is thiếu chữ s, apartments thiếu cái TS của cuối, phải nói rõ, phải nói đúng cái đoạn cuối đấy ra. Đấy, thế thôi. Tiếp. Yep. Lại là ổn. Tiếp tục. Hello everyone. I'm gonna read a passage in my English book. Let's get started. Hơi bị nhiều S. Let's get started. Hơi bị nhiều S. Tiếp tục nhé. Early peoples has no need of engineering was to supply the water. Hunters and nomads camped near natural sources of fresh water. Ok, bạn ấy nói bị lưu lưỡi quá. Và mình cũng không nghe rõ lắm bạn ấy đang nói gì. Sau cái chữ căm em không nghe thấy. Water. Hunters and nomads camped near natural sources of fresh water. Natural resources of water. Thật á? Natural resources of water. Đấy là natural sources. Lại nhá. Camped near natural sources of fresh water. Natural sources of fresh water. Oh, okay. Natural sources of fresh water. Nhưng mà bạn nói hơi bị fresh, liền các từ với nhau. Nào, tiếp tục water. Nào.
and the population were so sparse that pollution of the water supply was not a serious problem. The population was so sparse that replenishing the water supply was not a problem. Tức là nói thì vẫn hiểu, nhưng mà tại vì chắc là cái âm S của bạn ý bị ý. Không ổn là vì bạn ý nói quá nhanh. Nói quá nhanh, các từ dính vào nhau quá nhiều. Ờ, tức là nó kiểu pom 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 pom. Đấy, tiếp tục nhá. Và một, thôi rồi, cứ tiếp tục đi. Nói sắp lắm. After community life developed and agricultural villages became urban centers. Ok, bạn nói nhanh, nhưng mà cái từ bạn nói không đúng. Đấy, become, 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 become. Nhớ nhá, không phải là become nữa nhá. Nào nghe lại nè. Became. Ừ, hoặc là became, nhưng mà nó bị thừa âm. Developed and agricultural villages became urban centers. Became, cái gì center, nào. Became urban centers. Lại, became. Ah. After community life developed and agricultural villages became urban centers. Không nghe rõ lắm, và mình cũng không thể đoán được, cho nên là mình sẽ tiếp tục. The problem of supplying water became important for inhabitants of the city. Thiếu. Important. Đấy. Important. Có nhiều cách đọc từ này, nhưng mà mình hay nói luôn cái âm họng thành gì? Important. Bạn thiếu cái âm tần đằng sau, âm ân đằng sau. The problem of supplying water became important for inhabitants. Đấy, of important. The Đúng không? For inhabitants. The city. As well as for irrigation of the farms around the city. As well as by irrigation. Đúng rồi. Cái gì nhỉ? Cái as well as nhá. Không phải là as well as là nói dấu sắc như là mình đang nói tiếng Việt với nhau này này. Đấy, nó tạo thành một cái Vietnamese accent. As well as. Nghe lại nhá. Of a city. As well as for irrigation of the farms around the city. Irrigation works were known in prehistoric times. Nghe rất khó. Đây là được nửa cái video, được nửa cái audio clip rồi. Bạn này rõ ràng là em đang không hiểu là cái vấn đề của bạn ý ở đâu, tức là làm nào mình giải thích cho mọi người hiểu. Tức là rõ ràng là phát âm của bạn không phải quá tệ, đúng không? Nhưng mà không hiểu sao bạn ấy nói nghe rất khó luôn. Tức là rất khó nghe ấy. Tức là rất khó để có thể hiểu được các cái từ. Mà phát âm của bạn thì không phải là tệ. Đúng, anh nói đúng. Cho nên mình sẽ nghe tiếp. And before 2000 BC, the rulers of Babylonia and Egypt. Ok, có mấy cái cần nói là những cái âm TH bạn này đều biến thành chữ S. Bạn cho thêm chữ S vào rất nhiều câu phía sau của rất nhiều câu. Đấy, và nhiều từ bạn hãy cho thêm cái âm R vào. Egypt, Ai Cập đúng không? Đấy. Cho nên là tất cả những cái câu mà để mình có thể hiểu nghĩa của trong cái câu đấy, cái từ quan trọng để mình hiểu nghĩa của câu đấy, thì mình không hiểu luôn cả cái từ đấy là từ gì. Đấy. Cho nên cái câu mình cũng không hiểu cái nghĩa chính của cái câu là như thế nào để mà mình dịch ra được. Đấy. Cái khó ở chỗ đấy. Và bạn ấy nói quá nhanh, dính hết vào với nhau. Đấy, ba cái như thế, nó tạo thành cái khó trong cái nghe. Historic times. And before 2000 BC, the rulers of Babylonia and Egypt. Egypt. Constructed systems of dams and canals to impound the flood waters of the Euphrates and Nile rivers. Không phải nhận xét thế nào cho nó đủ. Anh thấy nào. Bạn ấy thiếu chữ L ở trong canal. Canals and Nile rivers. Tức là những cái thế nào nhỉ? Gần như là bạn ý không phát âm những cái âm phụ, tức là những cái âm mà như lần trước mà anh bảo là state run ấy, có bạn mà đã nói cái state run ấy, em cũng không nghe được ấy. Thì bạn này cũng bị cái lỗi y hệt như thế, tức là các cái âm phụ ấy, tức đằng sau ấy, thì thường là bạn không phát âm rõ lắm, nên lúc mà bạn nói nhanh mà bỏ qua hết ấy. Có nên thể nó không đủ cái
Maybe. Cái signal để người ta nhận ra được cái từ đấy và cái đoạn đấy. Maybe. Thử lại đi, xem. À. Mình có một ý tưởng nhưng mà phải nghe tiếp. Floods and providing irrigation water throughout the dry season. Rồi. Bạn ấy nói providing hả? Hay providing? Providing, providing. Đấy, và bạn ấy nói sai một số từ nữa. Sai hơn nhiều. Cái đấy ở đây là gì? Bạn ấy nói rất ngang. Toàn bộ câu rất là ngang. Đấy, cho nên là mình không thể hiểu được là cái câu này nó đang, đây là câu hỏi hay là dừng ở đâu, hay là cái ý chính của câu là ở trong từ nào trong cái câu này. Đấy, nó không có điểm nhấn và tất cả đều ngang. Và cả cái stress ở trong từng từ của bạn ấy cũng không đủ mạnh nữa. Nào, nghe lại nào. Egypt constructed systems of dams and canals to impound flood waters. Ok, đoạn này nghe rõ. Of the Euphrates and Nile rivers, controlling floods and providing irrigation water throughout the dry season. Such irrigation canals also supplied water for domestic purposes. Domestic purposes. Hình như bạn cũng đọc là dry giống bạn kia, dry season ấy, chứ không phải dry season ấy. Cái gì nhỉ? Bạn phát âm sai một số từ. Domestic. Có bạn phát âm sai rất nhiều từ ở trong cái đoạn văn này. Đấy. Và chính vì thế cho nên mình cũng không hiểu là bạn đang nói gì. Đấy. Cái độ sai phát âm của bạn ấy nó không quá rõ ràng. Tức là nó chỉ mỗi tội giống như kiểu là mỗi từ ấy thì bạn chỉ sai khoảng 10% thôi. Nhưng mà nó lại kiểu là nó từ nào nó cũng bị cái sai ấy. Ừ, từ nào có một cái sai rất là bé. Rất là nhỏ ấy, thế nên thành ra là also supplied water for domestic purposes. Domestic. Đó tức là bạn ấy nhấn trong một từ cũng sai. Nhấn sai, đấy, nhấn sai và phát âm cũng hơi bị sai. The first people to consider the sanitation of the water supply were the ancient Romans. Đấy. Ba từ cuối em không nghe thấy. Ancient Romans. Trước đấy, cái từ trước đấy của. Anyway, chắc là bạn này thế thôi. Bởi vì các lỗi của bạn ấy mình đã tìm ra hết rồi và nó rất là consistent trong cả một cái bài như thế này. Thứ nhất là gì? Phát âm sai của một câu. Thứ hai là gì? Nhấn sai trong một từ. Thứ ba là gì? Câu nó hơi bằng. À, nó không có điểm nhấn ở trong câu. Tại vì cái văn bản của bạn ấy đọc nó cũng hơi, nó hơi nghe nó hơi khô, nó là nó giống như kiểu văn bản chuyên ngành của em ấy, đọc làm sao mà diễn cảm nổi. Ừ. Anyway, move on. When I first visited in 2005, I hated the city. Okay. Đọc dệt Vietnamese accent. When I first visited the city in. Bạn đọc là 2 chứ không phải 2. Đúng không? Hình như thế. When I first visited in 2005, I hated the city. I hated the city. 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 Nhá. City là sai nhá. City, city là... What? City là sai. Nè, nghe lại này. I hated the city. 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 Nhưng mà cái thi đấy cũng... City, không có âm nào là âm y dài vào trong này hết. À, em lại tưởng là T với D. À, không, nói là city vẫn được mà. City. Ừ, rồi, ok. City. Y là, có, y cuối là y dài, sorry. Nhưng mà cái y đầu không phải y dài. As a tourist city, I still think it's terrible. There's not much to do or see. Anh phải sửa cái terrible đi, bạn đọc là T. As a tourist city, I still think it's... Tourist, bạn không ra được tourist. Ừ. Sau đó là terrible. Tiếp nào. It's a tourist city. I still think it's terrible. Terrible. À, cái chữ T này là không phải là chữ T nhưng mà mình nói là tôi, tao, tiêu túng. Mà nó là gì? Nó là gần như biến thành âm thật TH đấy. City. Sorry, không phải city. Terrible. Terrible, đấy. Like tea, giống không. Như tea, trà, terrible. What? Anyway. Không, giống như là tea, tea. Không, thì tea, cái này... tea, đúng rồi, trà, tea, đúng rồi. Giống như là tea và tea là trong trà. Đấy, thì cái này là... Ví dụ buồn cười vậy. Cái này nó giống như là te và the, hiểu rồi, không? Rồi, đúng rồi, te và the, rồi, thì ok. Thì tea và tea, đấy, đúng không? Terrible.
There's not much to do or see. Much to do. Bạn ấy không có CH thì phải. Đúng, không có CH. Not much to do or see. It's hard to get around. It's polluted. Polluted. Oh, it's polluted. Oh, được. Với cả cái around, around không có âm nờ. Around không có âm đơ đây. Âm nờ. Nờ đây ở dưới cuối. Rồi, lại. Do or see. It's hard to get around. It's polluted. Around. Hard to get around. It's polluted. It doesn't have the endless activities for travelers. What? It doesn't have. It doesn't have a lot of activities for. Chắc là for travelers. Đấy, nghe lại nhá. It's polluted. It doesn't have the endless activities. It doesn't have the endless activities for travelers. It's polluted. It doesn't have the endless activities for travelers. Em nghĩ không phải endless. Chắc là không phải endless. In India. That Paris or New York City offer. Nếu mà là Paris or New York City thì đúng là endless. Yeah. Nghe lại nhé. It's polluted. It doesn't have the endless activities for travelers that Paris or New York City offer. Okay, yeah, makes sense. So makes thế sense. Nó là endless. Cả câu mới thế, đúng rồi. Nó là end chứ không phải in. Không phải là endless, không phải là endless. As a tourist, I held my limited view of the city. As okay, I held my limited view of the city. Thiếu âm D. Gospel. There couldn't be. Aha, từ từ có một từ rất hay ở đây. City as gospel. As gospel. Gospel. Lời của thánh. Thật không? Không nhớ lắm hay là một cái gì đấy mà người ta rất là hay nghe theo. Đấy, nó là gospel. Lời đấy lúc nào mình cũng nghe theo ấy. My limited view of the city as gospel. There couldn't be any more to the place. Gospel. Then what I saw, I had what? I seen the signs. What? Từ. I had. Nào lại nào. Then what I saw, I had what? I had walk. Aha, I had walked, maybe. Đúng rồi, có thể đấy. I had walked. I had seen the sights. And I had met the people. I had walked. I have seen the sights. And I have nếu met thì the phải people. Là, nếu cấu trúc câu thì phải là I have, đúng không? I have walked. I had walked. I have walked. Thì bạn ấy cố nói I have walked. Walked. Nghe rõ nào. Oh, I had walked. Well. I had seen the sights. And I had met the people. Tất cả đây là had hết. I had walked, I had seen the sights, and I have met the people. Đấy. Được chưa? Đúng không? Anh. Thế là quá khứ hoàn thành. Past perfect. I thế had. Phải là hiện. Không quan trọng, đấy là grammar. Okay. Bậy nói đúng, không sao. I had seen the city. If it was a best tourist city. Best tourist city. Okay. Nghe hơi Việt Nam tí nhưng mà không sao. Cái phát âm là đúng. It must have just been a best city. Must have just been. It's something. Mình muốn nhận xét đoạn này bởi vì nó hơi bị Việt Nam một tí, nó hơi bị Vietnamese accent một tí. Have just been. Đấy, nó hai cái hơi khác nhau. Một cái là bậy lên hết là có hơi bị đậm dấu sắc của Việt Nam. Đấy, nghe lại nhé. If it was a best tourist city, it must have just been a best city. Đấy, it must have just been. Must have just been. Đấy. Ba cái đấy, must have just đấy thì bạn ấy có thể uốn nó xuống một tí. It must have just been. Đấy. Có nhiều cách để uốn ở đấy để cho nó đi xuống. Ừ, nhưng mà thường là cái been đấy không ai lên cả. Nó sẽ là must have been. Không phải là been đâu nhá. Been. Đúng rồi, nó không bao giờ là pin. Đấy, đi xuống. Nó bao giờ nó xuống. Đi xuống. Tiếp nhá. This is something travelers do often. We pass through places, superficially making observation. Superficially making observation. Superficially là gì anh? Bề ngoài. Biết rồi. Cái từ này biết mà. Không, đố anh tí thôi. Superficially making observation and generalization as though we are experts and generalization. Lại nhá.
generalization, as though we are experts. Experts. Đấy. Có hai cái bạn nói sai. Từ thứ nhất hơi dài, cho nên là có thể bạn không biết cách nói, không biết cách phát âm cho đúng. Nhưng mà nó là gì? Generalization. Generalization. Với cả cái từ though, cái chữ th, th as ở trong đấy bạn. As though, as though. Cái th ở đấy bạn cũng nói sai. Bạn không phát âm được cái âm đấy. Đây nói là gì nhỉ? Though. General. Though tiếng Việt đi. Bạn phát âm thành general. Nói đâu? Generalization, as though we are experts and learned scholar. Learned scholar. Không sao, đây được, đây là đúng, không sao. We make sweeping judgment based on the limited interaction. 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 Các bạn bị hay biến chữ T mình thành chữ D. Nó là gì? Interaction. 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 Đấy. Chứ không phải là interaction nữa nhé. Lại nào. On the limited interaction we have with local, the weather, or some little mishap we are forced to endure. À, đây là từ gì? Mishap. Không phải là mishap nhé. Mishap. Đấy. Không phải là chữ sh, không phải là âm sh ở giữa đâu nhé. Mishap. Không may. Or some little mishap we are forced to endure. 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 Đấy, thiếu chữ ur, thiếu âm ur ở cuối. Không phải là endure. Endure. Đấy, chịu đựng. We see a snapshot of life and create snapshot. A comp. Snapshot of life. Bài nói đúng từ snapshot nhưng mà hơi bị đậm accent một tí, không sao đâu. Đi lại đi, lại đi. And create a complete history from that image. Sorry. We see a snapshot of life. Snapshot. Nhà lắm sao? Đâu đúng đâu. Nên bảo. We see a snapshot. The snapshot bị đổi hai cái, đổi hai cái sh với cả sh. Với cả s. Life. Life, nhá, yeah. Không phải là life. Có thể bạn đọc nhanh hơi bị. A snapshot of life and create a complete history from that one image. History. Complete chứ không phải là complete, nhá. Yeah. Complete nhấn vào âm thứ hai. Complete. Nhận xét. Tất cả cái history của bạn ấy, cái âm r đằng sau r của bạn, history, bạn ấy đọc cũng không có. Life and create a complete history from. History, that history. History, history. Nếu kéo âm vào thì đúng rồi, nhưng mà cái không có chữ, không có âm s ở giữa. Đấy. History. Nhận xét. Đấy. Phát âm thì đấy, đã nhận xét rồi. Thực ra bạn này giống cái lỗi mà hai cái bạn ở video, cái bạn đầu tiên video trước mà tụi mình chữa ấy, tức là bị kiểu trong cái câu bạn ý vẫn bị lên nhiều quá, tức là bạn ý lên không đúng chỗ ấy. Thế là cái nó vẫn cái accent nó không tự nhiên, tức là cái giai điệu của nó cái bài tốt hơn bạn trước. Bài tốt hơn bạn trước bởi vì sao? Bạn ấy nói có cái nhấn ở trong câu. Bạn trước biết... ý anh em à, nói sorry. Là cái bạn ở video trước ấy chứ không phải là bạn trước đấy đâu. Bạn ở video trước là bạn trước đấy mà. Cái bạn video trước tức là bạn trước đấy. Bạn video trước là bạn nói education gì ấy. Đầu tiên mình làm ấy, buổi hôm trước ấy. Oh, sorry. Anyway, chắc các bạn không xem video chưa. Nhưng mà đại loại là nó hơi xa. Anyway, thôi, bỏ qua. Tiếp nào, lại nào. Bạn này, thế mình đang nói cái bạn trước đấy nhá. Cái bạn mà vừa xong ấy. Thì bạn này tốt hơn bạn vừa xong. Đấy, bài tốt là bạn vừa xong. Ở một điểm là bạn trước, bạn ấy nói ngang quá, bạn ấy nói không có điểm nhấn. Bạn này có điểm nhấn, nhưng mà chỉ có một cái là phát âm từ hơi sai và phát âm từ bị nhấn sai ở trong từ. Đấy, cái đấy thì mình đọc nhiều và mình xem nhiều trong từ điển cái từ phát âm như thế nào thì mình sẽ sửa được. Cái bạn trước là cái bạn nói về nông nghiệp, Egypt, cái thứ đấy đúng không? Thì cái bạn vừa rồi ấy, thì mình thấy là thực ra nếu các bạn mà nghe qua ấy, thì các bạn có thể nghĩ rằng cái bạn trước nói tốt hơn. Tại vì kiểu nghe âm nhất các thứ, uốn nhất các thứ rồi có vẻ là nối nhất các thứ, nó nghe nó điêu luyện hơn ấy. Các bạn có thể nghĩ là bạn trước nói tốt hơn nhưng thực ra là bạn trước nói là khó hiểu hơn. Và nếu như là kiểu người nước ngoài nghe ấy, thì tuy là bạn này rất là đậm Vietnamese accent nhưng mà người ta sẽ nghe hiểu hơn là với cả bạn trước. Đó, cho nên điểm nhấn mạnh ở đây là gì? Nói chậm lại, nói chậm lại và nói có điểm nhấn, có chỗ nào dừng. Đấy, để người ta hiểu cái ý của câu là cái gì. Đúng rồi.
Đó, đấy là cái rất quan trọng. Khi mà bạn khi bạn xem một cái video dài nửa tiếng như này, bạn cần rút ra điều gì? Rút ra mình chỉ cần bạn nhớ một điều là nói chậm lại và nói có điểm nhấn ở trong câu. Đấy, ừ, đúng rồi, nói phải là để cho người ta nghe được đã. Còn kiểu uốn éo rồi dính riết các thứ thì cái đấy là cái kỹ thuật mà sau khi mà bạn đã phát âm rất là tốt rồi và nhấn đúng rồi thì hãy tập sau. Rồi, đó. Anyway, nói chung là 6 bạn. Video hơi dài. Ok, thế nha các bạn. Buổi hôm sau thì bọn mình sẽ bốc thăm quay xổ số để chọn những các bạn được sửa. Thế nha, bye bye các bạn. Bye bye.